Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày thứ bảy cuối tuần, nắng xuất hiện nhiều vào trưa chiều ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Quý vị cần lưu ý với tình trạng sương mù vào sáng sớm tại khu vực Bắc Bộ và những cơn mưa trái mùa tại phía Nam. Cụ thể ở Bắc Bộ, chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên trời nhiều mây tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, sương mù xuất hiện rải rác, có nơi còn kèm theo với mưa nhỏ, ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông trong khoảng thời gian sáng sớm. Đến trưa chiều thì trời giảm mây, hửng nắng và nhiệt độ cao nhất vào khoảng 26 đến 29 độ. Khu Tây Bắc nhiệt độ vào khoảng là 29 tới 32 độ. Một số nơi như là Mường Tè, Mường La, Mường Lay, Tuần Giáo hay là Sông Mã, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt là 34-35 độ. Các tỉnh duyên hải miền Trung, ban ngày hầu hết các nơi trời đều có nắng, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần, cao nhất trưa chiều nay vào khoảng là 28 đến 31 độ, riêng khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận có nơi đạt mức là 32 độ. Còn khu vực phía Nam, trong ngày hầu hết các nơi vẫn có nắng, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi vẫn ở ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt vào khoảng là 35 độ, còn các nơi khác nhiệt độ trưa chiều đều phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Đến chiều tối thì có khả năng lặp lại những cơn mưa dông trái mùa trên khu vực, tập trung tại phía Nam Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Bộ. Một số nơi có thể xảy ra dông sét nên người dân cần lưu ý khi lao động hay di chuyển ngoài trời. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường, thời tiết ít mưa nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong hôm nay, nắng xuất hiện nhiều vào trưa chiều ở các khu vực trên cả nước. Nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ tại khu vực phía Nam. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 19 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.